đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới. Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Hoài Anh trên các cộng Sport. Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần qua đã chứng kiến những tín hiệu của sự trở lại với cả hai câu lạc bộ Newcastle và Man City. Sau gần 13 năm, Newcastle mới có được chiến thắng đầu tiên trong trận derby vùng Đông Bắc với câu lạc bộ Sunderland. Và sau gần 5 tháng, những cổ động viên của Man City mới được chứng kiến Kevin De Bruyne thi đấu. Foden sẽ sát cánh với Alexander Isak. Jeremy Doku hỗ trợ cho Julian Alvarez của Newcastle khi ấy, với bàn duy nhất được ghi bởi Alexander Isak. Và đây không có lỗi việt vị của Alexander Isak. Rất nguy hiểm, dứt điểm. Wow! Nhưng cờ đã phất lên. Đó là tình huống mà cả Longstaff và Alexander Isak đều đã việt vị. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là như vậy. Cả Longstaff và Alexander Isak đều đã thoát xuống bên dưới hàng thủ áo xanh. Một pha bóng điển hình của các cầu thủ Newcastle United. Ederson rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho Anthony Gordon. Chưa có pha dứt điểm. Một lần nữa chúng ta xem lại pha bóng sóng gió này. Ederson đã quá chủ quan. Chấn thương chỉ là một phần. Rõ ràng đây là tình huống mà thủ môn người Brazil đã thực sự chủ quan trước sức ép đến từ Almiron. Rất may là ở tình huống này Bruno đã sút bóng hụt của cầu thủ người Tây Ban Nha. Mùa giải này Rodri cũng đã ghi được 4 bàn thắng. Phil Foden đường chuyền ra cho Alvarez. Kieran Trippier. Trippier yêu cầu Miguel Almiron hãy tăng tốc. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ người Paraguay. Dứt điểm, không được. Cho rằng đáng lẽ đội bóng của anh phải được hưởng một quả phạt góc. Rõ ràng không hề có lỗi việt vị của Almiron ở tình huống này. Diaz là người đã di chuyển thấp nhất bên hàng thủ của Man City. Phil Foden, Rodri. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao. Jeremy Doku. Đây là cơ hội dành cho City. Không được. Bernardo không vào. Mình lại sút bóng ra ngoài. Ngay khi đội hình của Newcastle dâng cao thì họ đã phải đối mặt với một tình huống sóng gió. Kovacic đã bị lỡ đà và không thể dứt điểm ngay. Trái bóng nảy lên đúng ở tầm dứt điểm của Bernardo, nhưng anh lại trên sân nhà của mình. Thì Newcastle United đã thất bại trước Nottingham Forest. Walker. Pha mở biên của Jeremy Doku rất thoáng. Kai Walker căng ngang, dứt điểm bằng gót và tỷ số là 1-0 cho Manchester City. Pha bóng xuất phát từ Jeremy Doku. Khoảng trống là quá lớn cho Kai Walker. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Man City với cú đánh gót rất đẹp. Pha lập công thứ 6 của Bernardo Silva tại Premier League mùa này. Lịch sử không hay, đường truyền không tốt của Bruno Guimarães. Phil Foden. Foden dứt điểm bằng chân phải. Bó vào giữa. Lại thêm một tình huống cướp bóng được ở bên phần sân đối phương. Dứt điểm ngay. Không vào. Rất tốt. Vadion dứt điểm hay. Nhưng đến pha dứt điểm thì Vadion lại cho thấy một pha xử lý chưa đủ tốt. Một lần nữa chúng ta xem lại phản xạ rất tốt của Dubravka để cứu thua cho Newcastle. Cú vùng chân rất nhanh của Bernardo Silva. Thêm một tình huống chần chừ của thủ thành bên phía Man City.
Lại một lần nữa, sức ép của các cầu thủ Newcastle United khiến cho thủ môn của Man City phải lúng túng trong những tình huống phát triển bóng từ dưới lên. Lần này thì Ortega đã xử lý nhanh hơn rất nhiều và trượt chân tai hại của Dan Burn. Phil Foden, Alvarez, sút bóng không vào, đúng vào vị trí của thủ môn Dubravka. Sau pha trượt chân của Dan Burn, cơ hội ngay lập tức đã đến với Man City. Và cắt bóng của Fabian Schär rất quyết liệt, trọng tài không thổi phạt. Doku cho rằng anh bị phạm lỗi. Đường chuyền rất nhanh của Bruno lên dành cho Alexander Isak. Vẫn là Alexander Isak. 1-0. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống lên bóng cực nhanh của Newcastle United. Pha xử lý rất mượt mà của Alexander Isak và tiền đạo người Thụy Điển đã làm rung mạnh lưới của Man City. Bàn thắng rất giống với những gì mà Son Heung-min đã làm được trong trận đấu mà Tottenham Hotspur liên tục là những tình huống áp sát của các cầu thủ áp sát. Anthony Gordon đối mặt với Kyle Walker. Gordon! Bàn thắng tuyệt vời của Anthony Gordon! Đã thay đổi quá nhanh. Isak là người đã cắt được đường lên bóng của Man City. Anthony Gordon đã có một pha xử lý độc lập tuyệt vời. Một nhịp đảo trụ và dứt điểm ngay với cú cứa lỏng vào góc xa. Bàn thắng quá đẹp mắt. Bóng đi qua hai hậu vệ. Tốc độ của Alexander Isak. Vẫn là Isak. Sân đấu luôn có phần trăm khán giả đến sân cao nhất tại Premier League mùa này. Không hề có lỗi việt vị. Đường chuyền rất vừa tầm của Miley. Sự đeo bám của Robert Trippier. Amiron không vào. Đủ người Paraguay. Rất rõ. Hơi xa. Alvarez không vào. Quả đá phạt đưa trái bóng vòng ra hàng rào. Nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Dubravka. Tiếp tục là tiền vệ người Tây Ban Nha. Foden. Phil Foden sút bóng. Doku. Alvarez không vào. Anthony Gordon. Dan Burn đang băng lên. Dan Burn đường chuyền cho Isak. Không vào. Rodri. Kovacic rất nguy hiểm. Alvarez. Doku. Diaz sút bóng không vào. Đường chuyền điểm rơi rất hay của Doku. Bóng đã bật ra đúng vị trí của Alvarez. Cú đặt lòng của anh lại không chuẩn xác. Bóng trở lại với Phil Foden. Kevin De Bruyne. Alvarez vẫn không vào. Phil Foden. Thêm một pha dứt điểm không chuẩn xác nữa. Nhiều sự khó chịu nhất cho đối thủ càng tốt. Đường chuyền rất tốt của Rodri. Kevin De Bruyne có khoảng trống. De Bruyne. Sự trở lại tuyệt vời của tiền vệ người Bỉ. Đó là khoảnh khắc xuất thần của một ngôi sao. Thủ vào sân thay người của Man City. Tính đến trước trận đấu này khi bàn từ ghế dự bị thôi. Và Kevin De Bruyne là người thứ ba. Đường chuyền thoát pressing rất hay của Rodri. Và Kevin De Bruyne tung ra một pha dứt điểm xuyên qua chân của Fabian Schär.
quá đẳng cấp. Tỷ số là 2-2. City vẫn đang là đội ghi bàn tốt nhất tại Premier League mùa này, cho dù thành tích đó vẫn chưa tốt bằng với chính họ. Đường chuyền không tốt của Dubravka, cơ hội dành cho Man City, quyết định dứt điểm ngay. Reiner, Rodri xâm nhập vào cấm, dứt điểm, không vào. Khi anh vừa kéo bóng sang phải đã tung ra một cú cứa lỏng ngay. Tuy vậy Dubravka vẫn đã Kevin De Bruyne, khá nguy hiểm. Thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ là 3 phút thôi. Đường chuyền của De Bruyne, Oscar Bob, 3-2. Hãy cùng xem lại đúng này. Không hề có lỗi việt vị của Oscar Bob. Pha là bàn tuyệt vời. Bàn thắng đầu tiên của Oscar Bob tại Premier League. Một động tác về bóng từ chân trái sang chân phải để loại bỏ thủ môn trước khi dứt điểm. Một cầu thủ còn rất trẻ, sinh năm 2003, xử lý vô cùng chững chạc, kỹ thuật và thực sự lạnh lùng. Đó là Oscar Bob. Hai sự thay đổi người của Pep Guardiola trực tiếp mang đến hai bàn thắng. Liên tiếp ngôi sao người Bỉ cho thấy tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn với Manchester City. Kevin De Bruyne trở lại và Manchester City đã trở lại. Tư thế bị dẫn bàn, sự xuất hiện của Kevin De Bruyne đã giúp cho Manchester City giành lấy 3 điểm từ tay của đội chủ sân St James Park. Đón Tết lớn lên đời TV Samsung mới, Samsung hân hạnh đồng hành cùng Highline Ngoại hạng Anh trên các cổng Sport.